Lúc đó đại sư cầm tích trượng chín khoen kêu lang keng, rồi xuống đất, nước liền tràn ra thành một dòng suối. Lúc nước tràn ra nhiều thì tạo thành một hồ nước. Lục Tổ đại sư bèn quỳ trên hòn đá giặt tấm y do Ngũ Tổ truyền trao. Lúc đó chợt có một vị tăng đến khấu đầu đảnh lễ Lục Tổ, tự xưng pháp danh Phương Biện, là người Tây Thục, nói: còn ở Nam Ấn Độ có gặp tổ sư Đạt Ma, ngài bảo con hãy mau đến chỗ này. Ngài nói: ta truyền tăng giả lê, tổ y hay đại y và chánh pháp nhãn tạng từ tổ Ma Ha Ca Diếp đời đời tương truyền, nay truyền đến triều đại nhà Đường Trung Hoa đời thứ 6 ở Tào Khê, Thiểu Châu. Ông mau chóng đi đến đó chiêm ngưỡng lễ bái tổ sư đời thứ 6. Phương Biện, con nghe tổ sư Đạt Ma nói như thế, cho nên từ đất Ấn Độ xa xôi đến đây, chỉ mong có thể nhìn thấy y bát do Đạt Ma tổ sư lưu truyền. Quý vị nghĩ xem, sơ tổ Đạt Ma đã mất ở Trung Hoa, nhưng Phương Biện thời Lục Tổ ở Ấn Độ lại gặp tổ Đạt Ma. Quý vị nói việc này có kỳ lạ không? Thật không có gì kỳ lạ. Cho đến nay người ta cũng không biết tổ sư Đạt Ma đi đâu. Giảng đến đây tôi nhớ đến một việc. Đây không phải là công án, mà là một sự thực. Lúc tôi ở Đông Bắc, tức nước Mãn Châu, ban đầu tôi phát tâm tu đạo vì có rất nhiều nhân duyên. Ở Đông Bắc tôi sùng bái nhất Vương Hiếu Tử. Lúc ông Thủ Hiếu thì vào khoảng 28 tuổi, trời rất lạnh. Ông dùng gỗ đóng một cái am nhỏ. Trước sau Thủ Hiếu 6 năm, năm cuối cùng ông không nói chuyện, mỗi ngày đều ở trong am tranh nhỏ tham thiền, tụng kinh Kim Cang. Khi Thủ Hiếu viên mãn, ông ta có vọng tưởng rằng núi Quảng Ninh Thiên Sơn ở Mãn Châu có nhiều vị tỷ kheo mấy ngàn năm ở đó tu đạo. Khi ta Thủ Hiếu viên mãn, ta cũng đến núi Quảng Ninh tu đạo. Sáng sớm hôm sau, lúc ngồi thiền, ông ta nghe hộ pháp nói hôm nay có quý nhân đến thăm. Ông nghe có quý nhân đến, liền cho là quan lớn. Đợi đến hơn 10 giờ, thì thấy một vị tăng sĩ mặc áo rách, quẩy đôi gánh. Vị tăng này bỏ đôi gánh xuống mà cùng ông ta nói chuyện. Vương Hiếu Tử vốn tịnh khẩu, cho nên trong tâm ông ta hỏi vị tăng: thầy từ đâu đến? Người này nói: tôi từ núi Quảng Ninh lại. Vương Hiếu Tử lại hỏi: thầy pháp danh gì? Người này trả lời: tôi là một vị tướng quân đời Minh, sau đó xuất gia tu đạo. Tôi cùng ông có duyên, cho nên hôm nay đến gặp ông. Vì tôi biết ông muốn đến núi Quảng Ninh tu đạo, nhưng nơi đó là người tu độc thiện kỳ thân, chỉ tu cho mình, mà ông cần phải kiêm thiện thiên hạ cho hết mọi người. Ông có duyên với người xứ này, không nên đi đến núi Quảng Ninh, nên ở đây tạo chùa Hoàng Dương Phật Pháp. Nói xong mấy câu, vị tăng sĩ liền bỏ đi. Vị tăng này xưng là người đời Minh, do đâu có thể chứng minh. Vì Vương Hiếu Tử trong tâm hỏi vị tăng mà vị tăng lại biết ông ta hỏi cái gì, thì đủ biết vị tăng này đã đắc tha tâm thông, đắc cảnh giới ngũ nhãn lục thông. Lúc này là thời đại dân quốc, cách Minh Triều 300 năm, người này vẫn chưa chết. Do điểm này đã chứng minh rằng có người ở Nam Thiên Trúc thấy được tổ sư Đạt Ma, cũng giống với trường hợp Phương Biện nói chuyện thọ y bát thì rất bình thường, chớ không có gì kỳ lạ. Sư lấy y bát ra chỉ rồi hỏi rằng: thượng nhân hay giỏi về nghề gì? Bạch: dạ, có khiếu nắn tượng. Sư ra vẻ nghiêm nghị nói rằng: ông hãy nắn thử hình ta xem. Phương Biện bối rối không biết nắn cách là thế nào, trải qua mấy ngày mới nắn xong chân tướng về cao 7 tấc, điểm nào cũng thật khéo. Sư cười mà nói rằng: ông chỉ hiểu cái tánh nắn hình mà chẳng hiểu cái tánh Phật. Sư thung dung lấy tay xoa nơi đỉnh đầu Phương Biện mà nói rằng: ông hãy hằng làm phước điền cho trời người. Rồi sư lấy y đền công cho Phương Biện. Phương Biện lấy y chia làm 3 đoạn, một đoạn choàng vào hình nắn, một đoạn để lại cho mình, một đoạn dùng lá tòng gói kỹ mà chôn xuống đất và thề rằng: sau tìm được mảnh y này, tức là ta ra đời và trụ trì nơi đây và tu sửa lại ngôi chùa vậy. Giảng. Lục Tổ đại sư bèn đưa y cho Phương Biện xem. Tiếp theo liền hỏi Phương Biện có sở trường gì. Phương Biện trả lời: con giỏi về dùng bùn cho thơm, gỗ đắp tượng Phật. Lục Tổ đại sư trang nghiêm nói với ông ta: ông thử đắp một cái cho tôi xem. Phương Biện nghe Lục Tổ đại sư nói như thế, lúc đó lúng túng, tay chân không biết để đâu, không trả lời được. Qua mấy ngày, ông ta đắp được một chân tượng Lục Tổ đại sư cao 7 tấc, tượng đắp giống như Lục Tổ đại sư, ngay cả những chỗ vi tế đều đắp rất đẹp đẽ rõ ràng. Lục Tổ đại sư nhìn thấy Phương Biện đắp tượng của mình, liền nói: ông chỉ hiểu tánh đắp mà không hiểu tánh Phật. Vì thế Lục Tổ bèn đưa tay xoa đầu Phương Biện, nói: Ông nên xuất gia làm hòa thượng, đời đời kiếp kiếp làm phúc điền cho trời người. Sau đó Lục Tổ tặng Phương Biện cái y, đền công ông đắp tượng. Phương Biện sau khi nhận y, chia y làm 3 phần, 1 phần đắp trên tượng, 1 phần tự mình lưu làm kỷ niệm, 1 phần dùng lá tòng gói kỹ chôn xuống đất và phát nguyện rằng: Sau này khi được lá y này, đó là lúc tôi xuất thế, tôi sẽ làm hòa thượng phương trưởng ở đây và trùng tu kiến thiết ngôi chùa này. Đời Tống niên Hiệu Gia Hiệu năm thứ 8, có tăng tên Duy Tiên sửa chùa đào đất, được mảnh y giống như mới. Thượng thì để ở chùa Cao Tuyền, cầu nguyện lễ bái đều được ứng nguyện. Có một vị tăng đọc bài kệ của thiền sư Ngọa Luân rằng: Ngọa Luân tài rất hay, rất được cả tư tưởng, đối cảnh lòng không động, bồ đề ngày vượng lớn. Sư nghe kệ rồi nói rằng bài kệ ấy chưa tỏ sáng bổn tâm, nếu y theo đó mà tu hành thì thêm sự ràng buộc. Nhân đó đại sư nói kệ rằng: Huệ năng tài chẳng hay, không dứt cả tư tưởng, đối cảnh động lòng hoài, bồ đề đâu vượng lớn. Giảng: có một vị tăng, có lẽ vị tăng này là vị tăng vô danh hoặc là vị tăng sĩ không háo danh. Vị tăng này niệm bài kệ của thiền sư Ngọa Luân. Ngọa Luân có bản lãnh, năng đoạn trong tư tưởng, không sanh tư tưởng, nhưng có cái năng đoạn trong tư tưởng thì đã lạc vào đệ nhị đệ tam mà không phải đệ nhất nghĩa đế. Ông ta nói đối với cảnh giới gì cũng không khởi niệm, cho nên bồ đề mỗi ngày càng lớn. Lục Tổ đại sư vừa nghe liền nói: Kệ này vẫn chưa hiểu rõ pháp môn tâm địa. Tại sao vậy? Nếu y theo bài kệ này tu hành cũng giống như tự mình trói buộc mình. Vì thế Lục Tổ đại sư lại nói ra một bài kệ khác: Huệ năng tôi bản lãnh gì cũng không có, tôi không cần đoạn trăm tư tưởng, ngay niệm đoạn trăm tư tưởng cũng không có. Đối với cảnh giới nào cũng vậy, sự đến thì ứng, sự đi thì tịnh, cho nên tùy nó đến, tùy nó đi. Tôi cũng không màng là bồ đề lớn hay không, giống như ý nghĩa đạo lý đã nói ở trước: Bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạn trần ai. Tôi vốn thanh tịnh, cần gì phải lau chùi. Đốn tức là lập tức hiểu rõ sáng suốt, hiểu rõ một cái lý. Lý tức đốn ngộ, sự cần tiệm tu, tu hành cần ngày này qua ngày kia. Tu hành, ngộ chỉ là ngộ cái lý, cho đến chứng quả vẫn là tự mình tu hành. Lúc tổ sư ở chùa Bảo Lâm tại Tào Khê, thì Thần Tú đại sư ở chùa Ngọc Tuyền tại Kinh Nam. Bấy giờ cả hai phái đều diễn hóa rất thạnh hành, người đều gọi là Nam Năng Bắc Tú. Cho nên mới có phân hai phái đốn và tiệm ở phương Nam và phương Bắc. Nhưng người học đạo chưa biết được cái tông thú, tổ sư mới gọi đại chúng mà bảo rằng pháp vốn là một tông, còn người thì có Nam và Bắc. Pháp tức là một thứ, còn chỗ thấy thì có mau chậm. Pháp không có mau chậm, bởi con người có tánh sáng tối, cho nên mới gọi là mau chậm. Giảng: lúc đó Lục Tổ đại sư ở chùa Nam Hoa trên núi Bảo Lâm Tào Khê, Hoàng Dương pháp môn đốn giáo. Đại sư Thần Tú, tức là đồ đệ của Ngũ Tổ, đã từng muốn làm tổ sư. Lòng ham muốn làm tổ sư thật làm hại chết người. Người thông minh như thế lại đoạn không được cái lòng ham muốn làm tổ sư. Lúc đó đại sư Thần Tú ở chùa Ngọc Tuyền ở Hình Châu, Hồ Bắc. Lúc đó có sự phân chia giữa Nam Tông, Bắc Tông. Nam Tông giảng đốn pháp, Bắc Tông giảng tiệm pháp. Hai tông giáo hóa thạnh hành. Môn hạ Lục Tổ đại sư có mấy ngàn người, môn hạ Thần Tú có mấy vạn người. Vì Thần Tú vốn có mấy trăm người đi theo mình, sau đó càng ngày càng đông, cho nên thạnh hơn Nam Tông. Nhưng mọi người đều biết Nam Tông là người kế thừa y bát của Vũ Tổ. Thần Tú tuy có học vấn, nhưng Vũ Tổ đại sư không truyền y bát cho ngài, cho nên đương thời người ta xưng Nam Năng Bắc Tú. Nam phương là Huệ Năng đại sư, Bắc phương là Thần Tú đại sư, cho nên có Nam Tông và Bắc Tông chia ra đốn và tiệm. Đệ tử Thần Tú ủng hộ Thần Tú làm tổ sư đời thứ 6, mà thường là danh bất chánh ngôn bất thuận. Vì lại có Lục Tổ Huệ Năng ở đó, vì thế nên thường phái người đến giết ngài để sau này độc xưng tổ sư đời thứ 6. Những người tham thiền học đạo không biết đâu là đúng. Lục Tổ đại sư thì không biết chữ, có lúc giảng đạo lý và kinh văn không tương hợp. Còn Bắc phương Thần Tú đại sư ở dưới tòa Vũ Tổ đã từng làm giáo thọ sư, rất có học vấn, nhưng ngài không có trực tiếp được y bát, cho nên học nhân không biết phải theo vị nào học mới đúng. Vì thế Lục Tổ đại sư khai thị đại chúng: Pháp vốn chỉ có một tông chỉ, không có hai, mà người lại có Bắc Nam. Pháp vốn chỉ có một, không có nhiều, đó là pháp môn bất nhị. Mà kiến giải của người có nhanh có chậm, Cái gì gọi là đốn tiệm? Pháp vốn không có đốn tiệm, nhưng người lại có thông minh ngu si, lợi căn độn căn, cho nên đốn tiệm này vì người mà lập. Song các môn đồ của Thần Tú thường chê tổ sư phái Nam Tông là dốt không biết một chữ, có chỗ nào hay đâu. Sư Thần Tú bảo chúng rằng, Lục Tổ người đặng cái trí vô sư, thâm ngộ pháp thượng thừa, ta đây chẳng bằng người vậy. Và thầy ta là Ngũ Tổ đích thân chuyển y bát cho người, há phải là việc vô cớ sao? Ta tiếc vì không đi xa được để gần gũi với người, nên phải đành chịu ân huệ của vua. Các người chớ chỉ chạy ở đây, khá qua Tào Khê viếng Lục Tổ mà nghe lời khẩu quyết giảng. Nhưng mà đệ tử Thần Tú thường chê cười Nam Tông tổ sư, nói: cái ông tổ sư đó một chữ cũng không biết, ông ta mà có năng lực gì? Tổ sư thật là đáng cười vô cùng, làm sao có chuyện này được, buồn cười quá. Một chữ cũng không biết thì làm sao có thể làm tổ sư được. Vô hình chung chính là khinh thị Lục Tổ, không những không biết Anh, ngay tiếng Tàu cũng không biết. Ông xem vị tổ sư này đáng thương hay không? Những người nói những lời đó là đồ đệ của Thần Tú, thường trước mặt Thần Tú nói như thế. Thần Tú nghe xong liền nói: các ông không nên nói như vậy. Đại sư Huệ Năng là người khai ngộ đắc vô sư trí huệ, thông ngộ tối thượng nhất thừa. Tôi thật chưa có khai ngộ trí huệ này, tôi chắc chắn không bằng Huệ Năng. Huống chi ông ta được tổ sư đời thứ 5 của tôi thân truyền y bát, là người thừa kế pháp môn dùng tâm ấn tâm. Đây không phải ngẫu nhiên mà là việc rất khó khăn. Tôi giận mình không thể tự mình đi đến đó thân cận Lục Tổ đại sư, theo Lục Tổ học Phật pháp. Tuy triều đình phong tôi làm quốc sư, 10 đại đệ tử dưới hít tòa Vũ Tổ được Vũ Tắc Thiên thỉnh mời cúng dường. Nhưng các ông không nên chỉ trệ ở chỗ tôi mà hãy đến Tào Khê theo Lục Tổ tu học. Một ngày kia, sư Thần Tú bảo đồ đệ là Chí Thành: ngươi thông minh đa trí, khá vì ta đến Tào Khê mà nghe pháp. Nếu nghe đặng chỗ nào hãy hết lòng nhớ lấy, rồi trở về nói lại cho ta rõ. Chí Thành vâng mạng đến Tào Khê, nhập theo đại chúng đến viếng và cầu dạy, nhưng chẳng nói ở đâu lại. Khi ấy tổ sư bảo chúng nhân rằng: nay có kẻ trộm pháp ẩn tại hội này. Chí Thành liền bước ra làm lễ và bày hết các việc của Thần Tú dặn. Sư rằng: ngươi ở chùa Ngọc Tuyền đến, lẽ ưng là do thám. Đáp: chẳng phải vậy. Sư nói: sao đặng gọi là chẳng phải? Đáp: chưa nói ra thì phải như thế, nhưng nói ra rồi thì chẳng phải vậy. Rằng Thần Tú đại sư cố ý thử thách đồ đệ của mình, cho nên mới nói: Lục Tổ có đạo đức hơn tôi. Nếu những môn đồ này có lòng tin đối với tôi, thì dù cho Lục Tổ thiệt có đạo đức đi nữa cũng sẽ không bỏ đi. Nếu họ không có chân tâm, tôi nói như thế họ sẽ bỏ đi. Vì thế Thần Tú giả ý nói như vậy: các ông không nên ở đây nữa, hãy đến Tào Khê theo Lục Tổ mà tu học. Tuy nhiên những người đồ đệ này đều biết sư phụ của họ không muốn họ bỏ đi, vì thế không có ai rời bỏ. Nhưng Thần Tú lại muốn biết Lục Tổ đại sư giảng pháp môn gì, cho nên ngày kia liền phái một vị gián điệp là đồ đệ Chí Thành mà ông rất ưa thích, nói với Chí Thành: còn rất thông minh, lại có trí huệ, còn thay thầy đi đến Tào Khê thính pháp. Vì Lục Tổ đại sư biết thầy, nếu thầy đi, Lục Tổ đại sư sẽ không giảng Phật pháp. Còn đến đó nghe biết đạo lý gì thì ghi chép, không bỏ sót một chữ nào để về đọc cho thầy nghe. Giống như 3 tuần trước có vị pháp sư kia phái người đến đây cũng giống như vậy. Chí Thành nhận sứ mệnh của đại sư Thần Tú liền đến Tào Khê, theo đại chúng khấu đầu đảnh lễ thỉnh Lục Tổ đại sư khai thị. Nhưng Chí Thành không nói từ đâu đến, không tiết lộ mình từ chỗ đại sư Thần Tú đến. Ngay lúc đó Lục Tổ đại sư nói với đại chúng: nay ở đây có một người trộm pháp, mọi người nên để ý một chút, người đó đang núp trong đại chúng. Chí Thành nghe vậy liền đi ra đảnh lễ, thẳng thắn bạch rằng: con chính là người trộm pháp, con từ chỗ đại sư Thần Tú đến đây. Lục Tổ đại sư nói: ông từ chùa Ngọc Tuyền đến chính là gián điệp. Chí Thành trả lời: con không phải là gián điệp. Lục Tổ đại sư hỏi: tại sao ông không phải là gián điệp? Chí Thành trả lời: lúc chưa nói rõ con là ai, con là gián điệp. Nay con đã thẳng thắn phát lộ sám hối, cho nên không phải. Sư nói: thầy ngươi dạy chúng môn nhân như thế nào? Đáp: thường chỉ dạy đại chúng chủ tâm quán tịnh, ngồi mãi không nằm. Sư nói: chủ tâm quán tịnh ấy là bệnh chẳng phải thiền, thường ngồi là câu thúc cái thân, đối với đạo lý có lợi ích chi đâu, hãy nghe ta kể. Khi sống ngồi không nằm, thác rồi nằm chẳng ngồi, thiệt đổ xương thịt thối, do luống lập công phu. Giảng. Lúc đó Lục Tổ đại sư hỏi Chí Thành: sư phụ ông bình thời dạy đại chúng cái gì? Chí Thành ứng đối: Sư phụ con thường chỉ thị đại chúng cần phải trụ tâm vào một chỗ mà quán tịnh, mọi người thường ngồi không ngủ. Lục Tổ Đại Sư nói, chú tâm quán tịnh là bệnh dụng công, không phải thiền. Còn thường ngồi ngược lại câu thúc thân thể, mình không được tự do, thì đối với đạo lý có lợi ích gì? Người tu đạo lúc ngủ thì ngủ, lúc ăn thì ăn, không nên câu thúc thân này. Thần Tú Đại Sư chỉ dạy người dụng công phu trong cái túi da thối này mà không biết dụng công trên tự tánh, cho nên đó là bệnh. Nếu Thần Tú Đại Sư biết dụng công trên tự tánh thì không có bệnh. Lục Tổ Đại Sư thì dụng công trên tự tánh nên không có bệnh. Lục Tổ Đại Sư dụng công trên tự tánh, dụng công một cách tự nhiên, cho nên Lục Tổ Đại Sư nói kệ. Lúc sanh ngồi không nằm, sau khi chết thì nằm một chỗ mà không thể ngồi được. Thân này là một bộ xương thối, tứ đại giả